Oppo, chuyên gia selfie. Ngay ở những ngày thi đấu đầu tiên của lượt về, Bóng Game Mình đã có được một chiến thắng đầy cảm xúc trước Honor Adonis với tỷ số 2-1. Điều gì đã khiến họ tiến bộ vượt bậc đến vậy? Chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn qua video sau nhé. Trước tiên là về tâm lý thi đấu, Bóng Game Mình đã lấy lại được tinh thần của mình từ sau trận đấu gặp Team Flash. Mặc dù đó là kết quả thua, nhưng những bài học họ rút ra được sau trận thua đó khiến chính PS Man có một nụ cười hài lòng. Với chính tâm lý thoải mái đó mà Ara đã làm tốt hơn Rin trong 3 pha trừng trị rồng, mang lại rất nhiều lợi thế cho Bóng Game Mình. Thứ hai là sự xuất hiện của Khiên trong đội hình đã giải quyết được những vấn đề mà Bóng Game Mình gặp phải ở lượt đi. Giống với những gì mà huấn luyện viên của Overclocker từng nhận định, điểm yếu nhất của Bóng Game Mình chính là ở hai cánh, khai thác một cánh sẽ là cách để chiến thắng họ. Nay với sự ổn định của Khiên ở một đường, cánh còn lại của Namichi sẽ nhận được sự quan tâm của PS Man. Điểm yếu của Bóng Game Mình đã hoàn toàn được khắc phục. Cần phải có những lời khen cho Bóng Game Mình khi thẳng tay loại bỏ hai công thần là Matong và Henry, và cuối cùng là tình huống then chốt ở ván 3 khi tính chiến thuật và bản lĩnh thi đấu được đẩy lên đỉnh điểm. Ở phút thứ 26 sẽ có 3 vấn đề mà Adonis sẽ phải đối mặt do Bóng Game Mình tạo ra. Một là đợt lính siêu cấp ở cả 3 đường liên tục được đẩy vào nhờ có bộ đôi Irie và Omen. Thứ hai là Titan Caesar sẽ hồi sinh sau 16 giây, cơ hội giao tranh cuối cùng dành cho Honor Adonis nếu muốn lật ngược tình thế. Thứ ba là Omen của Khiên gây áp lực ở đường rồng, có thể phá nhà trong hai nốt nhạc với sát thương chuẩn và bộ trang bị Nightfairy, kiếm Fatnir và vuốt hùng tà. Trước tình huống này, Honor Adonis lựa chọn phương án là để một mình đồng năm đỡ lính ở cả hai đường và kèm cặp Omen của Khiên, 4 người còn lại ép vào hàng Caesar để có được bùa lợi của tà thần nhanh nhất có thể. Họ sẽ tiêu diệt thật nhanh các thành viên của Bóng Game Mình nếu họ muốn cướp, nhưng đó cũng là lúc mà họ sai lầm. Lính siêu cấp ở đường giữa chưa được giải quyết, khả năng dọn lính của Malok với hai đường là không đủ. Khiên nhiên nắm được thời cơ, anh ta tái hiện màn backdoor không khác gì Liang của SMG và mang về chiến thắng cho Bóng Game Mình một cách ngoạn mục. Và một mình Khiên sẽ là đủ để khiến cho Bóng Game Mình có được chiến thắng là 2-1.